Hôm nay bánh tét ha. Gà khô, bánh tét. Ăn được không chú? Cũng được ha. Cái gà kho thôi. Để bên ngoài nó hơi bị dịu. Đây kẹo xoài. Cốc nè. Đây cà na. Này ba khía nữa này. Dạ, kinh thánh luôn đi. Đi nhớ nè. Ờ kinh thánh đi. Hello. Hello. Ok, mình sẽ qua khu này xem thử trước nha. Nước bột kết. À dầu bồi đầu. Bồi đầu bột kết. Đây nước dạng khác. Có chơi trò chơi không bạn? Tay rụt lùi lại. Để sao giới thiệu được sản phẩm. Này đông trùng hạ thảo. Wow, thanh long sấy. Là lần đầu tiên mình thấy các bạn. Thật sự là như vậy luôn, lần đầu tiên thấy thanh long sấy khô. Không có hàng xâm ly thử các bạn. Dạ. Một gói như thế này là bao nhiêu? Dạ, cái gói này là 29, còn gói kia là 39. À. Cứ mình cho mình xắt ra mình sấy khô lên thôi các bạn. À. Có còn con nguyên ngoài không? À, tụi em không có bán tươi vậy. Ủa cái này là giống như hàng mình nuôi trồng chứ đâu phải là tự nhiên đúng không? Dạ đúng rồi, hàng nuôi trồng. Đúng rồi. Hàng nuôi trồng thì... Cái này nó gọi là nấm chứ không phải. Đúng rồi, chúng này gọi là trùng nấm đúng không? Đúng, trùng nấm. Dạ. Rồi, anh cảm ơn. Dạ, nấm chứ không phải đồng ý. Dạ, nó người ta nuôi cấy chị. Nó là đông hoa thảo mà. Dạ. Nấm. Dạ. À, làm từ... Đây nước miếng. Nước. À, bán bao nhiêu một chai à? Lấy cho mình một chai với. Anh muốn lạnh không? Không lạnh chị. Lấy bọc không? Dạ lấy bọc ạ. Có tặng thêm cái này ăn kèm đúng không ạ? Dạ không anh ơi. Không ạ. À. Cái nước này uống rất ngon. Dạ. Ngon thì mình lấy một thùng đi, sao anh lấy một chai? Được rồi, bạn chở giùm về mình nha. Bạn chở không? Dạ. Chở về nhà giùm không? À vậy hả? Ừ, mấy cô cũng đi một mình, mấy cô cũng từng ra nhé. Về mà ăn cái này.
Ừ, rồi, dễ thương quá à. Tính buồn thùng mà nghe nói vậy hết, tính mua. Sorry. Uống cái nước này. Mía hoài. Cái vị nó hơi khác khác. Bao nhiêu một ký vậy? Tôm khô trong đó bán bánh tà heo. Hoàng Hiếu, Phan Rang, Ninh Thuận các bạn. Một lá diếp cá, một bột để mình làm luôn nước uống. Mà cho mình thử xong đi thử. À, thử đi. Thôi mình uống lá giúp cá có hỗ trợ gì vậy? Nó mát gan giải độc cho mình cái tính gì. Ủa cái này bạn bỏ đường vào à? Dạ cái này là lúc mà em pha thì em phải đường vào trong cái gói sản phẩm. Cô thử đi, cô uống nguồn thấy khá ngon. Cái này là cá mai gừng à, gừng sấy. Nó làm gì à? Chẳng ta thì chẳng khi anh nói. Làm giống như mức gừng các bạn. Cảm ơn. Cái này nấu chè hay sao? Đúng rồi, nấu mình nấu chè, nấu xôi, rửa súp. À dạ. Được cái đậu này ăn ăn nó có hỗ trợ gì cho cơ thể? Cái này á, cái đậu này á rất là giàu axit folic. À. Với lại là sắt thì cũng dạ. Tốt cho cơ thể của chính mình. Cảm ơn. Cảm ơn.
quán Trầm Hương các bạn. Đây là đồ sấy khô, trái cây sấy khô.